Chào anh em nha. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em con QX99. Này em giới thiệu rất là nhiều rồi. Con này tích hợp mạch Dolby NR cho anh em nghe nhạc mạng rất là hay nha. Giờ mình đang nghe nhạc mạng nha. Mạch Dolby nha, rất là hay. Mình kém mạch Dolby cho anh em nghe. Rồi anh em thông âm nha. Con này giá 14 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Em mới về một con duy nhất thôi nha. Có đèn cho anh em này. Đèn của đèn rất là đẹp. Nhạc mạng nha anh em. Đặc biệt em này rất là khỏe nha anh em. Bass 40, 30 em nó chơi rất là khỏe. Đặc biệt bass 40 chơi rất là tốt. Đánh 8 sò sắc Toshiba chữ đó nha anh em. Tiếng rất là hay.